Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham gia lần đầu tiên tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 nhưng bị rơi vào bảng đấu khó với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Các đội có thứ hạng FIFA lần lượt là số 1, số 9 và số 21. So sánh với vòng chung kết World Cup nữ 2015 và 2019, tuyển nữ Thái Lan đã có bảng đấu dễ dàng hơn nhiều. Trong lần đầu dự giải năm 2015, Thái Lan đã gặp Đức, Na Uy và bờ biển Nga, trong đó bờ biển Nga là cơ hội để kiếm điểm. Trong khi đó, vào năm 2019, Thái Lan gặp Mỹ, Thụy Điển và Chile. Và dù có cơ hội kiếm điểm từ Chile nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vòng chung kết World Cup nữ không dễ dàng, tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng vượt qua thử thách trong bảng đấu khó này.